Chào bạn đã quay trở lại với ThinkView. Stream giới trẻ rất ham nhưng mà tiền ít, có làm được không? Câu trả lời của mình là có các bạn nhá. Anh lại sao rồi? Em vừa mua bộ cây 7 triệu bên An Phát này. Chơi game nhẹ thì ok nhưng mà nói gì đến stream. Vâng thưa bạn, thì đây là cái bộ cây rất nhìn khá quen. Bộ cây vãi lúa khoảng tầm 7 triệu mấy trên An Phát đúng không? Đúng rồi. Thì với bộ cây này thì tất nhiên các bạn có thể chơi những game nhẹ nhàng, nhưng mà để có thể stream cũng như chơi được những game nặng thì sẽ phải đầu tư thêm một con KGTX 1050 Ti4G chẳng hạn, và thêm cái ổ SSD nữa là ok. Thế thôi gì? Đúng rồi. Anh chào. Chắc chắn luôn. Như các bạn đã biết thì cái làn sóng stream cá nhân nó đã nở rộ hơn bao giờ hết trong thời gian gần đây. Nhất là từ lúc cái game PUBG ra mắt, người người nhà nhà đều muốn chia sẻ cái khoảnh khắc chơi game của mình. Và tất nhiên để làm stream thì nó cũng phải đầu tư, khá là tốn kém. Chứ không thể nào dùng mấy CPU chơi game nhẹ nhàng như là G4600 hay gì đấy chẳng hạn được. Bởi vì lúc đấy stream nó sẽ lag, nên chúng ta sẽ phải... Thôi, anh lại văn vẻ dài dòng nói mãi chưa xong một câu. Bây giờ vào luôn vấn đề chính đi. 7 triệu, stream được không? Chốt luôn các bạn ạ. Với con cây 7 triệu này, như lúc nãy mình đã bảo, chúng ta sẽ phải đầu tư thêm một con card GTX 1050 4G vào SSD là có thể đáp ứng được cái nhu cầu stream của mình thoải mái. Cái đấy em chấp nhận, đầu tư thêm. Ok, mà thôi, nói thế chú lại không cũng khó hiểu. Thì bây giờ anh sẽ mở cái cây này ra luôn, cho chú thấy tại sao con cây này với cái option anh vừa chỉ ra đấy có thể chơi game và stream luôn nhá. Đầu tiên là về vỏ máy thì các bạn ạ, nếu mình đã ít tiền thì bỏ qua luôn, đây là một khoản đầu tư không đáng. Ví dụ con cây này thì vỏ cây nó rơi tầm 300-400 nghìn, nhưng mà như thế là ok rồi, mình không cần nhất thiết lắm, ok chưa? Nói chung là vỏ cây em cũng không quan tâm lắm, bây giờ đi hẳn vào các linh kiện sâu bên trong đi. Ok, tháo em cái. Đây bây giờ con MSI, con mainboard MSI A320 này anh nhớ ổn không? Thì chỉ một chữ thôi, đó là ổn. Vì giá thành nó rẻ và hiệu năng ổn. Và các bạn ạ, nó có một cái điểm nữa, đó là ở cái mainboard giá rẻ ngày xưa ấy thì nó không có khe cắm SSD M2. Còn ở trên con main này, nó có khe cắm SSD M2. Và bây giờ thì cái giá của SSD NVMe M2 nó khá là rẻ rồi. Hình như là nếu mình không nhầm, nó rơi ngang giá với những cái con SSD 2.5 inch xịn xịn của Samsung rồi. Đấy, thế nên em mua bộ cây này là em đầu tư luôn cái SSD M2 NVMe đấy. Rất là bên trời. Tốc độ đọc ghi cũng được 1200 MB trên giây chứ. Mà tốc độ 4K cũng nhanh hơn so với mấy cái ổ SSD 2.5 inch nhiều. Đấy, lựa chọn rất chính xác. Và main xong rồi, ổ cứng cũng ok rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái RAM nhá. Thì RAM thì em biết. Ai cha. RAM này là của thương hiệu Wakanda, được tản nhiệt làm bằng Vibranium, xịn nhờ. Quen Black Panther à? Hay sao mà có RAM xịn đấy? Được rồi, đây là thương hiệu Apache Panther 8GB Burst 2004, anh thấy ổn không? Ok. Nói chung là Bird 2004 thì cũng ổn, nhưng mà trên cái Ryzen này thì nên sử dụng Bird 3000 là nó sẽ tối ưu và ok hơn. Nhưng mà 8GB liệu ổn nhỉ? Hay là phải nâng cấp lên 16GB? Nói thật với các bạn là dung lượng RAM ấy không bao giờ là đủ cả. Và bây giờ cũng năm 2018 rồi, 8GB RAM chắc chắn là sẽ bắt đầu thiếu, nên tích góp tiền dần dần là vừa, nên đầu tư nâng cấp RAM lên đi. Đến với thành phần quan trọng nhất trên con cây này, đó chính là CPU nó. Thì nó nằm ẩn sau cái quạt gió này. Nó là Ryzen 3 2200G. Thì đây là một con CPU 4x4 luồng với xung nhịp là từ 3.5 cho đến 3.7GHz. Có thể nói là một CPU khá tốt với sức mạnh ổn. Tuy nhiên cái hay của cái con Ryzen 3 2200G này chính là cái nhân đồ họa tích hợp RX Vega 8, giúp có thể chơi tốt mấy game nhẹ nhàng như là Liên Minh Huyền Thoại hay là FIFA Online 3. Còn mấy game nặng như PUBG thì để full loading nó cũng chỉ được 30fps mà thôi. Còn để stream hẳn hoi thì các bạn sẽ phải sử dụng cái option mình bảo, đó là thêm con card 1050 Ti và cái ổ cứng SSD đấy. Nhưng mà 4x4 luồng Ryzen 3 2200 làm tác vụ đa nhiệm ổn không? Chơi game nhá, stream game đúng không? Vừa phải cân game, vừa phải cân stream, hai tác vụ nặng cùng hoạt động một lúc, thế thì... Thì thế nên bây giờ anh mới ngồi đây, chú hiểu không? Đấy. Chưa hiểu lắm. Đấy, có nghĩa là các bạn ạ, thêm con card GTX 1050 Ti vào và các bạn sẽ stream một cách hơi khác một chút. Bình thường mình stream bằng CPU đúng không? Đúng. Còn bây giờ chúng ta sẽ stream bằng một tính năng đấy là NVENC, có nghĩa là stream bằng card đồ họa. Thì cái card đồ họa nó sẽ gánh bớt cho CPU, chứ mình nó chạy có mà lên bờ xuống ruộng mấy hôm chả hỏng à. Và tuy nhiên là nói thế nhưng mà cái sức mạnh nó vẫn có hạn. Thì stream bằng card đồ họa đấy, nhưng mà
cái setting game của mình cũng chỉ để ở mức vừa phải thôi thì đúng nó rồi. Mới đáp ứng được cái việc stream 1080p và 60fps. Thế anh đã test chưa mà nói? Thì tất nhiên các bạn ạ, mình đã test thử ở trên con cây này rồi. Từ lúc thằng Hưng nó còn chưa mua cây này cơ. Đó là khi mà stream ở cái tính năng đấy thì game CSGO cũng có thể thoải mái mức high setting với FPS từ 120 cho đến 130 FPS luôn. Còn tất nhiên là PUBG thì nó sẽ phải chuyển xuống khoảng tầm low setting, cũng rơi được khoảng tầm 70-80 FPS. Em vẫn chưa hiểu lắm. Vậy thì stream bằng cạc đồ họa nó có khác hay là có cái nhược điểm gì so với stream bằng CPU thông thường hay không? Thì tất nhiên rồi, nó có ưu điểm như thế thì nó cũng sẽ có nhược điểm. Thì cái việc stream bằng cạc đồ họa này nó có một cái nhược điểm khá là khó chịu, đó là cái hình ảnh xuất ra nó sẽ không đẹp như mình stream bằng CPU bình thường. Nhưng mà cái đấy thì mình sẽ phải chấp nhận thôi. Với lại khi mà chú đã stream này xong làm, nhận được nhiều donate, có nhiều tiền thì anh nghĩ là nên nâng cấp lên Ryzen 5. Thì lúc đấy cái hiệu năng stream cho đến chơi game các thứ nó sẽ cải thiện hơn rất nhiều. Và anh nghĩ là cứ sử dụng thoải mái cái Ryzen và cái hàng của AMD này đi. Vì tuy là chip của AMD nó sẽ yếu hơn Intel một chút, nhưng mà cái support cho đến các thứ nó rất là ok. Ví dụ như ở đây cái bọn AMD, cái socket AM4 nó support đến tận 2020 cơ mà. Thoải mái sử dụng luôn, không phải lo nghĩ gì. Và đấy là cái main chip các thứ rồi. Còn một cái nữa cũng rất quan trọng các bạn ạ, bộ nguồn, cấp điện, cả một nguồn sống ở đây. Thì như con cây này chỉ cần sử dụng cái bộ nguồn 400W là ok, thoải mái rồi. Bởi vì con cạc đồ họa thì cũng không cần nguồn phụ, Ryzen 3 thì tiết kiệm điện, thế là ok rồi. Đấy, cả cái bộ cây này gói gọn lại 7 triệu, cạc kia các thứ 5 triệu, OSD nữa, ổn không? Loanh quanh chục triệu làm stream thoải mái. Em cũng thấy bắt đầu khai sáng rồi đấy. Đấy, tóm lại các bạn ạ, với con cây ở đây và cái option mình đưa ra đấy thì các bạn có thể stream một cách thoải mái. Tuy nhiên nó sẽ vẫn có một cái vấn đề, đó là cái hình ảnh stream ra nó sẽ không được đẹp như mình vẫn stream bằng những cái CPU hay là những bộ cây nó mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên nó sẽ cân đối với chi phí mình bỏ ra, đúng không? Mình tiền ít cơ mà. Thôi, em chấp nhận, tiền ít thì biết làm sao. Đấy, nên bây giờ thôi, nó đã đáp ứng ok rồi thì stream hẳn hoi lên mà kiếm tiền thì còn gì nữa. Sau đấy mình nâng cấp lên sau, ok. Ờ, thế thì để hè này em lại cày cuốc kiếm tiền vậy. Ôi giời, thế stream hẳn hoi vào xong một cái nữa. ThinkView vẫn đang tuyển nhân sự đấy. Bao nhiêu vị trí từ dựng phim, quay phim, content cho đến PR các kiểu rất nhiều. Apply gửi CV vào, hè kiếm tiền mà còn nâng cấp cày thì còn gì nữa. Apply luôn. Gửi CV ngay vào thinkview.vn a@gmail.com. Quay xong chưa? Xong rồi. thinkview.vn, mạng soi công nghệ đầu tiên tại Việt Nam.